À, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi trên chương trình của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, hôm nay là sáng Chủ nhật, ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024. À, sở dĩ mà chúng tôi có chương trình này là vì chúng tôi biết rằng là chiều nay Anh Quốc mới có chương trình. Mà trưa nay thì chúng tôi và Anh Quốc có đi ăn chung với một số anh em nữa ở thành phố Huyết Tinh để chuẩn bị cho cái buổi thảo luận à, hội thảo ở thành phố Huyết Tinh mà cô à, à, võ thúy lâm à, võ thúy lâm sẽ về để tham dự vào lúc trưa ngày à, à, 11 à, chủ nhật tuần sau đúng chủ nhật tuần sau thưa quý vị vào lúc 2 giờ chiều à, tại một à, địa điểm tức là việt nam Plaza nằm trên đường cực quốc của thành phố houston à, bela đi tới một tí xíu gần bela giữa bela và business cho nên chúng tôi lát nữa đây có thể gặp về vậy đó mà chúng tôi nghĩ rằng là quý khán thính giả cũng cần có những cái bản tin vào sáng ngày hôm nay bởi vì thứ bảy và chủ nhật thì chúng tôi biết là không có ai không không, không có cơ quan nào làm việc vào cuối tuần hay cho nên, cho nên chúng tôi cố gắng gửi cái bản tin đến quý vị cho nó nó vui để có những cái tin hấp dẫn thì thưa quý vị, quý vị biết cái vụ án của ông Donald Trump mà kiện ở thành ở tiểu ở Washington DC đó, tức là bà chánh án liên bang tức là bà Janet Thanhie Jackson, bà sẽ thực hiện cái vụ án này. nhưng mà sau đó thì uh, luật sư của ông Trump kiện lên tòa uh, tòa kháng án, rồi tòa kháng án quyết định là vẫn tiếp tục. nhưng mà sau đó ông Trump ông kiện lên tối cao pháp viện thì tối qua Pháp viện đưa ra cái phán quyết đó là ông trump có, có quyền miễn tố nhưng mà trong đó, đó tùy theo những cái nào mà của công đó thì được miễn tố mà của tư đó thì uh, nó được cách biệt thành vì vậy cho đến tới ngày hôm nay đó thì ông jack smith cái vụ án này đã thưa quý vị cái vụ án này là đúng ra là tiếp tục uh, tiếp tục kéo uh, liên tục tới bây giờ nhưng mà sau tháng 12 thì ông Trâm có cái vụ kiện đó à, bên nhà phía luật sư của ông Trump cho nên cái vụ án tạm thời là đình quản lại và lên tới tố cao pháp viện thì ở đình quản thì bây giờ đó, họ mới yêu cầu là bà ông Jack Smith yêu cầu bà tránh án à, chết khen xét xử qua như coi những cái điểm nào mà tố cao pháp viện họ cho rằng làm được quyền miễn tố và cái điều nào được không bị không bị miễn tố thì bà sẽ truy tố chúng tôi xin nhắc lại cái vụ án ở ở Washington DC thì thưa quý vị cái vụ án này là vụ án xét xử về ông Trump muốn đảo ngược cái kết quả bầu cử vào năm 2020 ông thành lập cử đoàn cử tri đoàn giả cũng như là những người mà gọi là bạo bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và xảy ra thì bây giờ thưa quý vị theo lời của chánh án bà Tony Chetkin thì bà cho biết đó là trong một một hai tuần tới bà sẽ khởi động lại cái vụ án này như vậy tóm lại là là ông trump đang nghĩa là dính gió họ ông nghĩ rằng có ba cái vụ án hình sự bà sẽ tiếp tục đó là cái vụ án ở georgia vụ án ở ở dc và cũng vụ án ở florida thì cái vụ án ở florida thì coi như ông trump ông tìm cách kéo dài rồi bà à, bà tránh án này bà coi như bà nói là bà đưa ra một cái phán quyết là ông Jack Smith là công tố viên đặc biệt đó không có đủ yếu tố khi mà à, đề cử ông này và cái vụ án tại Georgia đó thì cũng đình quản cho tới ngày hôm nay thì nó tám lại ông Trump chỉ có vụ án xét xử là ở Manhattan cái vụ án đã xét xử rồi ông Trump bị, bị bồi thẩm đoàn quy tội là 34 tội hình sự thì tới ngày 18 tháng 9 đó, thì ông chánh án mới đưa ra cái khung hình phạt đối với ông Trump như thế nào. Nhưng mà cái vụ án mà bây giờ cái vụ án về đổ lộn kết quả bầu cử ông Trump thành lập cử tri đoàn giả này ở Georgia này, Arizona này, Michigan này và một số tiểu bang thì bây giờ bà Jackson sẽ khởi động lại cái vụ án này như vậy ông Trump sẽ đối diện với cái vụ án bây giờ thì chỉ còn đâu có 96 à, 95 96 ngày nữa là tới cái ngày bầu cử rồi nhưng mà cái vụ án này nó cũng cho thấy là ông Trump phải có thể là cũng đương đầu hay là ông Trump phải khó khăn để mà giải quyết cái vụ án này với ông thưa quý vị cho nên đưa ra cái vụ án này có thể là ông Trump sẽ bị cử tri chú ý và thấy là ông ông là cửa người mà đổ lộn cái kết quả bầu cử cái kết quả bầu cử có rồi mà ông lại nghĩ rằng là ông đổ lỗi là bầu cử dân lặng và ông thành lập những cử tri đồn giả cùng với những nhóm trong cộng hòa thì bây giờ cái vụ án này nó tóm lại là theo lời của chánh án chết bà sẽ khởi động và bắt đầu trở lại trong một hai tuần tới chúng ta chờ xem thử lúc nào thì cái vụ án này sẽ bắt đầu nghe thưa quý vị bây giờ một cái tin ngày hôm qua cũng đưa ra đó là trên cái tờ Daily Mail cái tờ này ở của bên Anh họ cho rằng là ông ông chồng của bà Kamala Harris là đã chờ à, chúng tôi cho cho chúng tôi gửi cái hình Dạ à, yeah, à, xin lỗi quý vị đây À, đây là ông chồng của bà camera Harris thì theo cái tờ báo daily mail đó họ cho biết là ông ông em hot này ông có tên là du em hot thì trong cái người vợ đối với người vợ trước của ông thì ông có à, đi ngoại tình nha yeah. thì bây giờ là ông em hot ông thú nhận là cái chuyện này có chứ không có gì là ông ông không 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 phủ nhận tức là ông xác nhận điều có ông có nói là ông cô với người vợ vừa trước đó có hai đứa con và khi mà cái cô giáo mà tới dạy kèm cho con gái của ông đó thì ông có lẹo tẹo tức là ông có liên hệ về tình cảm và sau đó bà vợ đó bà phát giác ra được cho nên cuối cùng đó, là đã giải quyết xong tức là vợ chồng ông hứa là ông không có cái chuyện đó tiếp theo nữa và hai vợ chồng sống rất là vui thì mãi đến năm 2029 thì ông em hốt này và người vợ trước đó ly dị nha chia tay à, khi chia tay thì mãi đến năm 2014 tức là à, 14 tức là 5 năm sau thì ông em hốt à, trong khi bà Harris lúc đó là bộ trưởng bộ tư pháp tại tiểu bang Cali và ông là luật sư ông làm cho cái law firm lớn à, ở ngay ở Los Angeles thì không biết cái cơ duyên nào đó hai người gặp với nhau và hai người cuối cùng là lấy nhau vào năm 2014 thì khi ông em hết ông thú nhận là cái chuyện này nó có rồi ông cũng có chuyện mà gia đình không có gì là trở ngại hết thì à, nói chung là sau khi mà ông em hết lấy bà camera Harris với hai cháu và người vợ trước đó họ cũng rất là vui vẻ và họ cùng nhau để mà dạy dỗ cho hai đứa con và người vợ trước của ông em hết cũng là cảm ơn bà Harris đã coi hai đứa con đó là coi như hai đứa con nuôi của bà và bà thương yêu và chúng nó đó bây giờ trưởng thành hết rồi cùng một cô con gái và một cậu con trai đã trưởng thành và gia đình này đó cũng hỗ trợ rất là tích cực đối với bà Harris trong cái sự gọi là chạy đua vào tòa bạch áp thưa quý vị À, ông em hốt ông có nói với cái tờ à, với CNN này, à, ông viết một cái thư khi mà CNN trích lại cái lời của Daily Mail đó à, thì à, ông có viết một bức thư ông nói là cái sự mà về vấn đề tình cảm của ông này à, thì tổng thống Joe Biden đã biết rất là rõ vì vào năm à, 2020 khi mà tuyển chọn à, tổng thống Joe Biden mà tuyển chọn ông là ứng viên của đảng dân chủ thì ông tuyển chọn một người đứng phó à, tức là phó tổng thống đó là bà camera Harris thì lúc bây giờ cái hồ sơ ông nộp lên rất là đầy đủ bởi vì quý vị biết là những cái ứng viên đó họ phải nộp cái lý lịch họ rất là đầy đủ ví dụ như là bà karama Harris bây giờ hiện tại đó bà chọn những ứng viên phó tổng thống thì những ứng viên này cũng nộp đơn cho bà để bà xét qua thử cái hồ sơ nào nếu mà đứng chung đó có bị trở ngại bị không à, gì không nếu mà cái người đó có lem nhem về tình cảm à, lem nhem về tiền thuế má hoặc lem nhem về vấn đề tòa án rồi đó là những cái hoặc là ngân hàng thì những cái đó họ cân nhắc họ không dám lấy cho nên ông em hốt ông nói là vào năm 2020 cái hồ sơ mà nói về ổng về tình cảm đó à, ngoại tình đó thì cái điều đó ông tổng thống Joe Biden đã biết rất là rõ thì bây giờ thì ông thú nhận cái chuyện đó bình thường mà à, đối với ông Trump thì ông Trump nhiều chứ còn bà này thì cũng ông này thì cũng không có gì là đặc biệt hết thành quý vị yên tâm như vậy là chúng ta biết là cũng không có gì khó khăn lắm à, mặc dù là báo chí đưa nhưng mà cái sự kiện đó rồi nó cũng em thấm à, uh, qua thưa quý vị đó là hai bản tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Bây giờ cái bản tin thứ ba mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị là vào gì? là theo cái tờ washington post đưa tin đó um, à, không cái điều này thì uh, chúng tôi lập rồi chúng tôi muốn nói về cái bản tin khác cái bản tin này đó là đây chúng ta biết là ngày hôm nay là ngày mùng bốn tháng 8 tức là ngày chủ nhật thì uh, bây giờ có sự tranh uh, gọi là lên tiếng qua lại hay là tranh luận giữa ông donald trump và bà harris tranh luận về cái gì tranh luận á, là ngày mùng 3 tháng 8 tức là ngày hôm qua đó thưa quý vị ông Trump ông ông ông, ông cho biết là ông với bà camera Harris có một cuộc tranh luận à, gọi là tranh luận với nhau trên đài Fox News vào ngày mùng 4 tháng 9 này Nà, Khi mà ông viết cái tin này đã đưa lên đó, thì phía bên bà camera Harris á, ông viết trên True Social thôi chứ ông không phải là chính thức ông viết trên True social thì bên bên phía bà Harris nhanh chán có ủy ban mà vận động tranh cử đó họ nhanh chóng họ phản đối họ nói như thế này ông Trump phải giữ nguyên cái cuộc tranh luận được dự được, được dự kiến là vào ngày 10 tháng 9 trên the ABC News bởi vì thưa quý vị khi mà ông Trump và tổng và tổng thống Joe Biden có cái hứa hẹn hai cam kết với nhau có hai cuộc tranh luận cuộc tranh luận lần thứ nhất là vào ngày 27 tháng tháng 6 cuộc tranh luận đã, đã qua rồi đó là do đài CNN tổ chức và cuộc tranh luận lần thứ hai do the ABC đứng ra tổ chức thì vào ngày mùng 10 tháng 9 nhưng mà ngược lại ông Trump ông lại không theo cái quyết định này cái thời khóa biểu mà đã dự trù nó rõ ràng rồi thì đùng một cái ông đưa ông viết trên tru số thì ông nói là ngày mùng 4 tháng 9 này có cuộc tranh luận giữa ông à, giữa ông Donald Trump và bà Harris xả ra trên đài Fox News thì cho nên khi ông viết trên True Social thì cái phản ứng ở bên phía bà à, bà Kamala Harris nó không ông phải giữ nguyên cái nguyên tắc mà đã có cam kết rồi cam kết đó là tiếp tục là vào mùng 10 tháng 9 trên đài ABC News người ta mới đặt câu hỏi là tại sao ông Trump ông lại đổi từ cái ABC News đứng ra thực hiện à, à vào ngày mùng 10 tháng 9 thì ông đã đổi qua đài pháp News mà ngày mùng 4 tháng 9 mà ông không có hậu ý và đài pháp News đó cũng chưa có có sự chấp thuận giữa hai bên giữa hai ủy ban vận động tranh cử của bà Harris cũng như là của ông Trump tại sao ông Trump ông muốn cái điều này đó là cái dấu hỏi người ta đặt ra người ta cho rằng ông Trump muốn lấy lấy cái thế chủ động mà bà Harris đã có từ uh, chuyển từ uh, tổng thống Joe Biden chuyển lại cái ngộ đuốc khi mà bà nói rằng bà sẽ là thay thế À, chạy đua vào tòa bạch ốc và bây giờ thì bà là chính thức của đảng dân chủ đã đề cử rồi chính thức để đề cử rồi cho nên sẽ không sẽ và xin lỗi quý vị sẽ không có cái cuộc chạy đua đó nữa ha à, cho nên bây giờ đó bà là chính thức cho nên bà nói là sẽ giữ nguyên cái thời khóa biểu mà đã có cam kết mà đã thực hiện giữa hơi ủy ban tranh cử giữa ông Donald Trump và tổng thống joe biden thì bên phản ứng của ủy ban tranh cử của bà harris nó không phải giữ nguyên tắc đó không có thay đổi nhưng mà người ta muốn nói là, là à, ông, ông trump đó ông muốn thay đổi để cái thế chủ động của bà harris đó, ở trên đài abc không còn nữa bởi vì trước cái sự kiện mà ông thấy là bà harris trong vòng hai tuần lễ bữa nay là đúng hai tuần ngang thưa quý vị ngày 21 tháng 7 thì tổng thống joe biden trao lại cái ngọn đuốc cho bà Camera Harris để tiếp tục chạy đua vào tòa bà Đốc. Thì bây giờ tới ngày mùng 2 là cách đây ngày 2 ngày thì đảng dân chủ đã chính thức có đủ số đại biểu để là cho rằng là bà là coi như là đã đủ cái túc số thường thường thì có tất cả là bốn ngàn đại biểu nhưng mà bây giờ đây thì bà có trên hai ngàn tức là chỉ cần hai ngàn là bà có đủ tốt số để là đại diện cho đảng Dân Chủ để mà à, tranh cử chức à, tổng thống. Thì ông Trump ông muốn lấy cái thế chủ động của bà Harris trước cái sự kiện mà bà Harris bây giờ giống như là nhiều mà gặp gió. Tức là lừng lửng đi nha lừng lửng đi lây. Về tài chánh như chúng tôi thưa với quý vị là thu về. 310 triệu đô la trong tháng 7 trong khi đó ông Trump chỉ có 138.7 triệu đô la thôi và có số tiền tổng cảm mà hiện tại có là 377 triệu trong khi ông Trump chỉ có 327 triệu thì nó không chính xác nhưng mà kể đó thưa quý vị thì ông Trump ông lo âu và cái lần sám đó không những là người Mỹ Đan thanh niên và phái nữ ồ ạt ủng hộ cho bà Kamala Harris cái sự ồ ạt ủng hộ này đó làm cho ông Trump cũng nắm mặt rồi ông khó chịu Và ông, ông ông bị tổn thương Ông nói là trước đây mình dẫn trước Bây giờ bãi cái tiểu băng chiến trường Là ông Trump có dẫn trước Đây là trước đây là ông dẫn trước Ông uh, Tổng thống Joe Biden Bây giờ đó thì khi mà Bà Harris vào thì ông vẫn còn dẫn trước Một hai điểm cho tới uh, Gần đây hai tuần đó Thì nó thay đổi hoàn toàn thay đổi đến nỗi là uh, Trước đây chừng bốn ngày Thì ông uh, Donald Trump ông dẫn trước bà Harris hai tiểu bang bảy tiểu bang mà bà dẫn trước hai tiểu, à, à, tiểu bang ông dẫn trước bà dẫn trước năm tiểu bang ông Donald Trump chỉ có hai tiểu bang hai tiểu bang đó là tiểu bang nào Pennsylvania thì ông Trump dẫn trước bà Harris là bốn à, 4 điểm và cái tiểu bang thứ nhì là North Carolina là ông dẫn trước là hai điểm như vậy trong bảy tiểu bang mà ông Trump dẫn trước hai hai tiểu bang thôi cách đây bốn ngày cách đây bốn ngày nhưng mà ngày hôm qua đó thì thưa quý vị cái sự tham dò mới nhất đó thì cho thấy là bà Harris bây giờ toàn thể bãi tiểu bang đó bà đều dẫn trước hết tức là dẫn trước một điểm à thì cái, kể cả cái tiểu bang Georgia khi tham dò cách đây 4 ngày thì ông Trump và bà Harris tương đương với nhau tức là 50 trên 50 thì ngày hôm qua cái sự tham dò của một công ty khác cho biết đó là bây giờ bà Harris đã dẫn trước toàn bộ bãi tiểu bang đó hết mà dẫn trước một điểm để thấy là cái thế cái khí thế của bà Harris đoan lên ào ào thì ông Trump rất là nóng mặt đó thưa quý vị cho nên đây là cái điều mà ông Trump ông muốn thay đổi cái thế chủ động của bà Harris nếu mà ABC uh, chủ trương đó thì đã có cái lời hứa cam cái của hai bên rồi bây giờ ông chờ ông đỏ qua đài phóc tức là cái cách của ông trump là ông muốn đánh mất đi cái thế chủ động của bà harris nhưng mà thế chủ động chúng tôi nghĩ cho tới bây giờ thì ủy ban vận động tranh cử của bà harris chưa chưa lên tiếng về cái vấn đề này nó là vẫn giữ nguyên cái nguyên tắc mà đã hứa hẹn đó là ngày mùng 10 tháng 9 trên đài ABC News chứ không phải đài pháp News mà có lẽ những cái ủy ban bay ủy ban vận động tranh cử của bà Harris còn viện lý do nữa đài phát niêu là cái chuyện ở đài mà chuyên môn đưa về thuyết âm mưu mà đã có kiện tụng là thua cái công ty Dominion thua tới gần gần 800 triệu tức là 700 uh, mấy triệu rồi chúng tôi không nhớ chính xác lắm nhưng mà gần 800 triệu thì một cái đài mà họ đưa những cái tin giả thuyết âm mưu như vậy đó thì nó họ có thể viện lý do là không xứng đáng thì có thể à, bà chưa biết trong vòng hai ngày tới như thế nào nhưng mà chúng tôi muốn nói là ông trâm tạ cho ông đổi cái thế này mà ông cho rằng là đài phóc New đã đồng ý mà phóc New là một cái đài là hỗ trợ thăng hữu của ông trâm là một cái đài cực à, cực hữu nữa thưa quý vị và yeah. của ông mới bây giờ thì chúng tôi tiếp tục thì quý vị thấy là cái thế thuận lợi của bà camera harris thuận lợi thứ nhất á nó đã thuận lợi rồi nhưng mà bây giờ thuận lợi thêm là xa cái vụ trao đổi tù nhân mà giữa Nga và à, Mỹ đó và cùng với à, năm quốc gia nữa là tất cả là có sáu quốc gia. Thì cái sự trao đổi tù nhân đó nó 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 cho thấy là cái thế mạnh của bà Harris bởi vì bà Harris đó, là cái người trang cơ hội nghị về ở an ninh ở Munich ở Đức vào đầu tháng à, đầu đầu của năm 2024 đó thì bà harris có trực tiếp gặp ông thủ tướng của đức tức là ông olaf shop thì lúc đó hai người có thảo luận với nhau để tìm ra cái giải pháp làm sao có thể cứu nguy hay là dễ trao đổi những tù nhân thì cuối cùng cái giải pháp nó đạt kết quả cho nên cái giải pháp đó mặc dù dưới cái danh nghĩa là tổng thống Joe Biden là vị lãnh đạo hiện tại nhưng bà bà Harris là cái người đám một trong những cái cột trụ để mà thảo luận chung với các quốc gia cho nên khi được thả có cái tù nhân này đó thì bà Harris là cái thành quả này à bà sẽ được hưởng cái thành quả này vì một bà có nhóm tay trong cái vấn đề này và thêm nữa đó là cái sự trao trả này cũng là một cái di sản cho tổng thống Joe Biden bởi vì ông Trump đó thì ông nói chỉ có ông mới là thả cái người đó ra thôi nhưng mà thật sự đó thì mà quý vị thấy ông nói là ông nhà báo tên là ông Ivan Covid đó là chỉ có mình ông nếu mà ông kháng cử ông gọi ông Putin là ông Putin thả và không có bất cứ ai mà có thể thảo luận được nhưng mà cái điều này cho thấy là cái điều ông Trump ông đó là hoàn toàn sai và cái sự thả về đây chẳng khác gì là một cái tác tay của ông ông nói dốc ông đó là chỉ có mình ông là mới có thể thả được thì cái chuyện người người ta thương lượng vẫn thả như thường bây giờ một cái biến cố thêm một cái biến cố nữa là cần nó dồn dập nó rất, rất là tốt cho bà Harris đó là chúng tôi nói những cái ưu thế hay là những cái credit mà nó dồn dập tới cho bà Harris bây giờ thì thưa quý vị có một nguồn tin nữa là Bà Harris được tăng thêm cái nguồn sinh lực, cái nguồn sinh lực đó từ tổng thống cựu tổng thống Obama. Tại sao tăng thêm cường lực? Thì quý vị biết là cái băng tham mưu vận động tranh cử của tổng thống Obama từ năm 2008 và 2012, cái băng tham mưu này sở dĩ mà họ đạt được kết quả lúc bấy giờ người ta không có ngờ là một người da màu, một người mỹ đen đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ mà trở thành tổng thống, tức là năm 2008. Thì cứ ủy ban vận động tranh cử đó của ông Obama và 2000, à, lúc đó là tranh cử năm 2008 là tranh cử với thượng nghị sĩ à, John McCain, mà ông này là vị anh hùng của của của, của Hoa Kỳ à, là một quân nhân mà đã rớt à, được ở tù 5 năm ở Hà Nội đó thưa quý vị. Ha. vậy mà cái ủy ban này hội vận động tranh cử trở thành tháng một tháng một cách dễ ban và năm 2012 ra tranh ông Obama tái tranh cử đó thì ông tranh với một người bên đảng công hòa là ông Mitt Romney và ông Paul Ryan à, mà ông một lần nữa thì tổng thống Obama đã thắng cử cho nên chúng ta thấy rằng cái ủy ban vận động tranh cử của à, bên tổng thống Obama đó nó đạt được cái hiệu quả rất là tốt chính vì vậy mà bây giờ ông Obama đề nghị với bà Harris là tăng cường thêm cái số gọi là chuyên gia đặc biệt để tăng cái vận động tranh cử à, của thời ông Obama để qua tiếp viện à, thực hiện chung với cái ủy ban tranh cử của tổng thống Joe Biden đã hình thành rồi bây giờ nó tăng cường thêm một số chuyên gia, chuyên gia chuyên về trị làm thế nào để giải quyết mà à, khi mà bà Harris đó, quý vị biết là ngày 21 mà bà thắng cử đó, à, bà, bà được đề cử đó là cầm ngọn đuốc tức là tha thế để đại diện cho đảng dân chủ đi vào tòa bạch Áp đó thì bà có tuyên bố là bằng mọi giá bà phải đánh bại ông donald trump do đó có sự thay đổi cái bằng thâm mưu để mà có không phải thay đổi tăng cường à, để cho nó hợp lý thì người ta nói có ba nhân nhân vật mà quan trọng đó của bên tổng thống obama trong cái thời gian vận động đó là ông david blue à, là một cái ông stephanie cutter và ông mitch stewart Ba người này là những cái chuyên gia mà chuyên môn mà họ đã vận động tranh cử thắng cử một cách đơn giản. Thì cả ba người này trong ủy ban cũ đó bây giờ họ tăng cường hợp tác với cái ủy ban tranh cử của cựu tổng thống Joe Biden. Với, với tổng thống Joe Biden chứ không phải cựu. Với tổng thống Joe Biden đó, tăng cường lại để cho họ có những cái chiến lược mà họ đưa ra cho hữu hiệu thưa quý vị. Thì qua đặc biệt là cái nhiệm vụ của họ tiếp cận với cái chiến lược gì? ở ủy ban này rất là quan trọng họ muốn giành được chiến thắng đó là họ phải đánh vào bãi cái tiểu bang mà gọi là chiến trường đó thưa quý vị thì những chuyên viên này họ đấy để mà tăng cường cho cái đội ngũ mà đã trước đây với à, trước đây với tổng thống joe biden trong ủy ban vận động tranh cử đó với bà harris thì thưa quý vị cái đội ngũ này sẽ qua họ nghiên cứu cái chiến lược làm sao mà để chinh phục để mà thuyết phục những cử tri ở bãi tiểu băng chiến trường đó mà bỏ phiếu cho bà à, camera harris cho tới bây giờ chúng tôi thưa đó là qua cái sự tham dò thì bà harris đã dẫn trước ông trump là hầu hết bãi tiểu băng nhưng mà dẫn trước cũng chưa phải là chính xác bây giờ cái điều quan trọng là làm sao phải đạt được cái mục tiêu mới là quan trọng cho nên quý vị biết là hiện tại đó có tất cả là khoảng 1.300 nhân viên ở trong cái đội ngũ mà gọi là vận động tranh cử cho à, bà Harris á, 1.300 nhân viên và bây giờ họ tăng cường thêm ba cái nhân vật mà chúng ta thấy là thượng thẳng ở trong ủy ban tranh cử của tổng thống Obama để hợp tác như vậy chúng ta thấy là cái thế của bà Harris bây giờ cộng tác những cái tinh hoa để mà vận động tranh cử để một đó một một cách có hiệu quả để cho đánh đánh bạc ông Donald Trump đó là mấu chốt thì quý vị trong những ngày vừa qua chúng tôi ít phút còn lại ở trong những ngày vừa qua thì quý vị biết là ông Trump tại sao ông tấn công bà Harris ông còn nói là bà Harris là gốc Ấn Độ không phải là Mỹ đen rồi bây giờ mới ngày hôm qua đây ông viết lên một ở trên tru uh, True Social ông nói là và không phải là Mỹ đen Jamaica à, và không phải Mỹ đen cái điều ông Trump ông nói sai ông nói sai và và là cái quốc gia nguyên thủ của họ đó họ là Mỹ đen nhưng mà sau đó là người Anh họ đô hộ người Anh họ kiểm soát cái khu vực của Jamaica cho nên lúc bây giờ thì có những thổ dân những cái người mà gọi là người Mỹ đang nô lệ đó sẽ tăng cường qua để mà làm kinh tế hay cái điều này thì nước Anh họ lúc đó họ là ở Âu Châu mà họ sẽ mua chuột họ sẽ mua những cái người mà người Mỹ đang để tới đây làm lao động đó thưa quý vị cho nên Jamaica là quốc gia có Mỹ đen mà cái điều này nó nói lên là ông Trump ông có tính cách kỳ thị phân biệt chủng tộc và ông ông muốn nói nhắn ở chỗ này quý vị nhớ ông ông là cái người ông nói cái điều này nó là con dao hai lưỡi ông nói ô cái bà này là ấn độ đấy chi để người mỹ đang không dùng phiếu bởi vì hiện tại người mỹ đang và họ dùng phiếu cho bà harris cho nên trước cái sự kiện này ông muốn tạo ra cái sự phân hóa chia rẽ ở trong mỹ mỹ đen. Nói bà này là gốc ấn độ không phải mỹ đen đâu. Mấy quý vị đừng có bỏ phiếu cho bà. Bà là gốc ấn độ. Tại sao? Là bà bà bây giờ bà mới nhận là mỹ đen. Bà nhận từ lâu rồi. Bởi vì bà học trường Hova University là một trong những cái trường mỹ đen lâu đời nhất. Thì bà là mỹ đen rồi khi bà làm vào thượng viện, bà cũng sinh hoạt trong cái khối của người mỹ đen. Ông Trâm ông nói ra, ông biết cho ông phải không? nhưng mà ông muốn nói để cho người Mỹ đen đừng ủng hộ bà Harris bởi vì cái làn sóng của người Mỹ đen thanh niên à, kể cả Mỹ trắng nữa thanh niên cũng như là phụ nữ bây giờ hỗ trợ bà Harris rất là nhiều trước cái làn sóng như vậy ông Trump muốn suy nghĩ là ông muốn nói để tạo phân hóa người Mỹ đen trước đây đã ví dụ như một số Mỹ đen họ nói họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump nhưng mà ô, ô bây giờ có bà Harris là người Mỹ đen cho nên mình bỏ phiếu cho bà mình tự hào bà là người Mỹ đen Bây giờ một tổng thống Mỹ đang là làm Obama rồi tự hào bà là người Mỹ đang là phụ nữ nữa bây giờ bỏ phiếu cho bà à cho này họ sẽ dùng phiếu cho bà nhưng mà bây giờ ông Trump ông nói cái kiểu này là ông chia rẽ ông nói không bà nói vậy chứ bà không phải Mỹ đang bà là Ấn Độ đó nha đừng có bỏ phiếu cho bà nha nói với người Mỹ đang đó là cái cách của ông Trump tạo ra phân hóa cũng như trước cái lần sáng người ta dùng nhập hỗ trợ cho bà Harris thì họ sợ như vậy đó thưa quý vị thì À, đến đây thì chúng tôi thấy là có một vài cái hình ảnh chúng tôi muốn khép lại trước khi mà à, à, trước khi chia tay với quý vị cái hình ảnh này quý vị thấy là đây là ông obama đây là ông à, trong à, đương kim tổng thống là à, joe biden và đây là bà harris tức là bây giờ ông obama tăng cường hỗ trợ cho bà harris bằng cách là đưa cái ủy ban những cái tinh hoa mà chuyên viên về vận động tranh cử đây tăng cường cho bà harris đó là cái thế mạnh của của bà harris nha À, bây giờ chúng tôi đưa cái hình uh, chắc cái hình này đó chúng tôi đưa cái hình này thì quý vị thấy đây là chồng của bà Harris ông này là một luật sư nổi tiếng nha à bây giờ để quý vị có cái khái niệm và um, để chấm dứt chương trình chúng tôi muốn gửi cái hình này đến quý vị đây là ông ma uh, Shapiro ông này là thống đốc của Pennsylvania và cho bà Harris sẽ công bố ai sẽ là đứng phó trong cái liên danh của bà trong hai ngày tới nhưng mà chúng tôi muốn đưa cái hình ảnh bây giờ đó thì báo chí họ đề cập tới ông Shapiro này ông là hiện tại là thống đốc tiểu bang Pennsylvania à, ông có hai nhiệm kỳ đây là nhiệm kỳ thứ hai và ông là ông là có khả năng có tài ông là gốc do thái nhân thư quý vị À, thì người ta không biết là bà chọn ai nhưng mà nếu mà tiểu bang Pennsylvania là tiểu bang có 19 đại cử tri đoàn cho nên nếu mà chọn ông này thì chắc chắn là Pennsylvania sẽ là cái số phiếu đi về phía bà Harris cho nên bà Harris muốn đánh bại ông Trump phải dựa trên nhiều cái yếu tố mà để mình có thể đánh bại chứ không phải là một yếu tố không chưa đủ nha tình hình nó có thể thay đổi bất ngờ mình làm sao mình biết được cho nên đây là những cái yếu tố à, uh, uh, um, thì uh, oh, bây giờ thì uh, chúng tôi xin phép uh, quý vị khép lại chương trình bởi vì chúng tôi có cái của anh quốc và một số bạn bè cho nên nhà uh, chúng tôi chạy đi đi ăn và gặp đi ăn trưa. Xin kính chúc quý vị một cuối tuần bình an và xin mong quý vị là hỗ trợ cho chương trình và quý vị subscribe, like và share chương trình cũng như là quý vị viết comment cho nhiều để chúng tôi có uh, có, có tinh thần để mà tiếp tục gửi đến quý vị những cái bản tin nắm và phân tích thời sự chính xác và trung thực mong quý vị hỗ trợ kính chào